Chào các bạn đến với nội dung của video tiếp theo. Trong nội dung video này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách photo trên mặt kính với 3 nội dung. Nội dung thứ nhất, vị trí đặt bản gốc. Nội dung thứ hai là photo một mặt và hai mặt. Nội dung thứ ba là photo những bản gốc không thuộc khổ giấy căn bản. Ví dụ, căn cước công dân hoặc giấy phép lái xe. Nào, chúng ta cùng bắt đầu. Trong phần thứ nhất, chúng ta sẽ tìm hiểu vị trí đặt bản gốc với những khổ giấy căn bản như là A5, A4 và A3. Để xác định cái khổ giấy căn bản, máy photo thiết kế hai thước, thước đo cạnh ngắn, thước đo cạnh dài của khổ giấy. Trên tay tôi là khổ giấy A4. Đây là cách đặt khổ giấy A4 ngang. Chúng ta đặt áp sát cạnh giấy. Đây là cách đặt khổ giấy A4 dọc. Với khổ A5 cũng tương tự như vậy, chúng ta có hai cách đặt. Đây là cách đặt khổ A5 ngang. Và đây là cách đặt khổ A5 dọc. Và đây là khổ giấy A3, khổ giấy lớn nhất trong dòng máy văn phòng. Với khổ giấy này, chúng ta có cách đặt duy nhất đó là theo chiều dọc của khổ giấy. Cách photo trên mặt kính. Chúng ta đặt hình ảnh bản gốc úp ngược xuống mặt kính. Đậy nắp. Chọn biểu tượng copy. Chọn khay giấy phù hợp hoặc để ở chế độ auto. Chọn số lượng bản copy, nhấn Start. Với bản gốc hai mặt, chúng ta đặt lần lượt mặt 1, đậy nắp, chọn biểu tượng hai mặt, chọn khay giấy phù hợp hoặc để ở chế độ auto, chọn số lượng. Nhấn Start. Sau khi máy quét xong mặt thứ nhất, chúng ta thao tác lật mặt còn lại, úp hình ảnh xuống phía dưới. Nhấn Start. Ở nội dung thứ ba, chúng ta sẽ tìm hiểu cách photo bản gốc như giấy phép lái xe, thẻ bảo hiểm, căn cước công dân vào giữa tờ A4. Chúng ta sẽ lấy góc mặt 1 của hình ảnh bản gốc vào vị trí giao nhau của hai cạnh 5/1/2. Đậy nắp. Chọn biểu tượng copy. Chọn chức năng hai bản vào một tờ. Chọn full size. Chọn khay giấy A4. Nhấn Start lần 1. Sau khi máy thực hiện chụp hình ảnh mặt 1, chúng ta di chuyển mặt 2 vào vị trí áp sát thước đo cạnh dọc ở vị trí 5/1/2. Đậy nắp và nhấn Start lần 2. Và đây là sản phẩm của chúng ta. Hy vọng những hướng dẫn của chúng tôi sẽ giúp các bạn thuận tiện trong việc sử dụng máy photo. Xin chào và hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo.